đâu. Dẫn má qua đây. Mình thích này, chụp xuống như chút. Cô lên cô giúp mà không ba lần đi. Cho con cháu sau này nó làm ăn, con nó có công cho con cho bà. Cô giúp mà không đi. Rồi tới thằng con trai trưởng vuốt mặt ba lần với ba cái ông cho bà, nhưng mà nhắm mắt rồi cho tụi con được mình rửa bình yên. Rồi được rồi, bây giờ con đứng lên đi. Bây giờ con ra đây. Rồi, đứng dậy tới đi ba vòng nha. Đi thằng sau thầy, đi chạy đi, chạy đi trước. Tây phương cực lan thế giới đại lưu, nhìn mặt ông đi, đại bi tiếp ba dẫn giống màu A Di Đà Phật. Còn bao nhiêu đứa không có chịu đủ người đó.
Phụ à, thờ ơi à, thì giả dạ, con đức thị tự tiên dân tiên đây chúng nhân nghiệp cấu trần biến nhập tỳ lô qua tạng giúp ca trong bức siêu lưng thấy bất tay thấy diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần hắc tác tư quyến minh được nội ngoại đam địch hàng càng sai của một chiếc tất nhiên nghiên cứu quê thành tịnh độ sở dị nội ngoại vô tư quê thánh bảo quyền tổng tinh lương Bồ Tát ơi liễu đầu cam lồ thị tinh kiên cấu quê thần nguyên trừ lĩnh thư đàn vàng bất thanh chuẩn bị nhập đêm điều tài cái cường chú không ngồi cũng ngồi không ngồi cả này lại ma lại đứng lên lại ma lại chính là một bên rồi đại chú để chặt đầu tư đó bỏ thùng ra đây rồi bây giờ đứng lên đứng qua lấy hai cái này sao đứng vậy ta qua luôn vô ra ngoài đi ngay ha. Cầu nguyện tăng quyến hàm anh. Tăng là còn lại. Ánh rồi.
Ô quyền âm chiêu dương thời pháp giới chúng sanh đồng thành Phật ca đồng có bỏ gạo miệng chưa? Vậy là bảy bảy hộp. Bảy hộp gạo. Không dài không? Bảy hộp gạo. Ở dẹp dẹp giường này lấy bảy hộp gạo đi. Thôi bỏ chưa bỏ chưa đấy. Chưa. Lấy bô dẹp giường luôn đi. Xếp đi. Có thấy bỏ không? Mày xuống đi. Bây giờ nó đứng lên đâu rồi. Hỏi gì? Giường luôn á, hồ dẹp giường luôn á. Rồi rồi. Cô năm nay cho đi. Rồi chưa dọn cái giường đi anh, để cho có gì dọn. Chưa làm trước. Được chưa? Xếp luôn á. Đúng rồi, xếp luôn nha. Rồi rồi, cả hai người luôn. Xếp lại á. Bỏ đi sao luôn rồi. Bọn mình thấy là mấy thấy đúng không? Chập từ ngoài chút xíu là tu đứa xác có quay ở ngoài đứa xác có luôn Rồi, ok. Dạ, mình bỏ vô rồi. Bỏ vô 215. Để Dũng ơi. Ở đây.
thứ nè. Bây giờ là cái này không thanh giữa đi, tụi tôi giờ qua bên nè. Anh canh giữa nhà đi, giữa nhà. Giờ giữa đây. Đại diện một người coi đó, hai đứa em theo nghĩa đèn là giữa đèn nè. Dạ, giữa cái đèn đó. Giữa đèn á. Dạ, em đưa thêm á. Đây. Được. Rồi, lưu ra xong chứ. Đó, lưu ra. Qua bên này mình xin được nè. Qua. Không gặp dưới chân nè, gặp chân á, đó cái chỗ cái đổ kiều á, mà gặp chỗ đó, mình đặt cái hòm á, đặt cái hòm nó thẳng rồi. Qua bên này, cái đuôi qua bên này, qua bên đây xíu, được, rồi anh nghe chưa? Dầm cái hòm thôi. Qua bên đây cái đường không được, qua bên đây chút xíu thôi, xíu rồi, được rồi, vậy ngay thôi. Rồi tập trung con cái thì lại không bốn lại, toàn bộ vừa lại hết bốn lại, lại bốn lại xong rồi đứa nào kỹ tuổi nó cũng lên lại luôn, lát trình là đóng cửa đi ra một lần nữa, rồi lại ngồi lại bốn lại đi, vô đi rồi xong rồi vô lại hết, lại xong rồi vô lại hết. Lại không cho phép nha. Nó phù quá. À, lên. Quá. Không dữ vậy. Đấy rồi. Đấy canh năm ca miễn dư nông phân hết thằng quá nó bự. Ba. Sai em đẹp lên đây. Cái gì vậy? Chơi vô ăn tốt mà. Chơi vô ăn. Vô thường thường ăn vô gì cũng tốt. Con chạy. Đây. Có dĩa đá nè, tôi xin cái dĩa đá này. Đá hả? Cái dĩa. Vụ gì? Có rồi. Cái bự anh có một cái một cái bằng tay à, người ta có cái thùng á, người ta phải có thùng một chút xíu phải không, một chút xíu trước không có rồi, có mang thùng chút xíu này không. Thank you.
tung lên hết quét quét nhà rồi xong hết chưa? Đốt hai cái đèn cày lên các bạn. Nè đốt hai cái đèn cày lên đi con. Tất cả quỳ ở đây hết. Quỳ trước, kế nhỏ, rồi quỳ sau, kế cuối. Thì bác con đức thị giờ ưu tiên dân hiện nay cũng có nghiệp phóng tầm. Miếng nhập đầy lô hoa tạng với các bất chiêu lưng. Thị mất tay đây diệu cực pháp thân. Trần bất nhiễm trần pháp tác tư tiến nguyên trừ nội ngoại đạn địch tràn tràn. Sai cô một chi tác nhân viên nhất như thành tịnh độ sở gì nội ngoại vô trượt quế thánh bà mô quyển tổng tinh lương bồ tát liễu đâu cam lồ thị tinh viên cố quế tận quyên trừ lệnh thử đàn chàng tất thanh tịnh. Nếu nào đứng dậy đốt nhang con đứng dậy thôi, bây giờ chỉ con đốt bằng cắm trên giữa, đứng dậy luôn, cắm trên giữa một cây hai bên cây đó, trên giữa một cây đại xuống rồi rồi cắm bên này cho mình nghe. Kiền thiền lễ tạ dân cúng cơm thành phục phát tang tam bái lại ba đại cuối sắc đất. Người con trai trưởng bưng cái mâm này xả ba lần, đứng lên xả ba lần đại diện cái em múc một hai. Rồi để chúng ta thầy không có bắt tang, bà má còn không được quyền bắt tang. Con đưa thằng tang dùng cho gia đình. Để nó đưa cho. Để đưa cho bà, đưa cho bà già, đưa má đây nè. Cái này để bà già đọc tên. Chị vô đây em dặn cái này. Cái đốt đứa nào cũng dưới mà mặc đồ cho má đi. Đứa nào cũng dưới. Đứa nào đứng đây mặc đồ cho má đi. Rồi tới con trai trưởng. Để chú đó cũng được không? Đưa con trai trước là đưa hết trai đi. Rồi đứa nào tự bốc luôn không? Đứa nào trai tự bốc lên. Con trai hùng. Rồi đứng dậy mặt mặt đồ. Đi vô mấy công mặt đồ không đứng mặt đây cũng được nên. Còn mình phải già được mặt ở đây thôi. Ở trong nhà má trong kia chỉ có mờ ở đây thôi. Rồi, có nào của mình áo kia cái quần trước mặt áo kia đâu? Mặc quần trước áo sao? À, con có cái sạc. Đây là bị nóng. Không là tới dâu. Dâu trưởng chứ. Chỗ nào có dâu nào đứng lên. Rồi, giờ anh sau mình không? Tấn là những cây nè. Đó giờ rồi tới con gái. Đây.
Đứa nào nhận đồ tam là mặc đồ ra, không sao mặc đồ lên đây này. Đấy, đông rồi, tới nghĩa tới. Vâng. Chú Tây ở nhà rồi, chú Tây đã cầm đứa nhà luôn. Đã rất đâu xa. Cháu nội. Cháu nội lên tôn. Con ra anh không mặc đồ. Nó mặc lại trước không có nên. Cháu ngoại đứa nào? Cháu nội là đỏ, cháu ngoại là khăn xanh. Đứa nào đưa cho nó nhà em gì mà không để tay để con nhắn. Chú rồi là kêu. Bao nhiêu là còn như vậy? Cái này là trước nào. Dính vô cho rồi. Được rồi. Rồi cháu ngoại xong rồi. Con trai nữa nào cháu ngoại bốc vô. Cháu ngoại màu xanh, cháu nội màu đỏ. Nè nè, con đưa dưới trên mấy người con trai. Trong nhà. Mấy mấy người con trai lên đưa cho người ta. Để đây thật. Cái chữ đứa nào?
con gái dâu trưởng đâu. Gái. Dâu đâu rồi? Bây giờ tới phần cung cơm.
giờ thì coi như điện thoại để rung hết đi. Bây giờ coi như là trong lúc quay phim đó là con nghe điện thoại là không được, phải thử như vậy. Phải Yeah.
Yeah.
nằm luôn yên độc. Rồi con trai trưởng đội sớ để lên đồng lấy cái thai dịnh đội sớ cho ba nhập khẩu. Phật ma gì Phật nguyện độ sanh tất dụng kim tâm. Niệm Phật phàm năng chính thánh tu đương lập chí siêu phàm. Sớ về Việt Nam quốc thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ 01 Đỗ Công Tường, phường Tân Quý, quận Bình Bình, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Kim Tăng Châu Hiền Thế có đoàn thủy bay. Trưởng Nam Vũ Đức Thắng, Vũ Phước Na Ưng, Vũ Quốc Hùng, Vũ Anh Tấn, Vũ Anh Tú, Hiếu Hoa Nữ, Vũ Thị Mèo Hoàng, Vũ Thị Phương Lan, Vũ Thị Huệ, Vũ Thị Kim Tinh, Vũ Thị Dung, Vũ Thị Anh Hương, Vũ Thị Thanh Hoa, Vũ Thị Anh Tiết, Vũ Thị Phương Mai. Trưởng tất có Đặng Thị Ngọc Hương, Nguyễn Thị Thu Hà, Quỳnh Thị Tiết Quý, Nguyễn Thị Thúy An, Thái Thị Diễm Kiều. Nghĩa tế Nguyễn Đình Quốc, Phan Chính Thắng, Nguyễn Chúng Lê Ngọc Hòa, Lê Ngọc Tinh Trịnh Bình, Nguyễn Văn Thọ, Lê Minh Hạ Tú, Vũ Văn Cường, Nội Tôn Nam Vũ Thái Quốc Thông, Nội Tôn Lự Vũ Thảo Di, Vũ Ly Dĩnh Ly, Vũ Quỳnh Như Ý, Vũ Nguyễn Ngọc Nga, Vũ Nguyễn Ngọc Nhi, Vũ Hoàng Quyến, Ngoại Tôn Nam Nguyễn Đình, Còn Văn Vũ Hoàng Phúc Đại, Nguyễn Vũ Nhất Hoàng, Lê Vũ Hoàng, Kén Nà Lê Vũ Kén Đi, Lê Vũ Lê Nhà Đi, Lê Vũ Lý Vũ Thế Anh, Bùi Vũ Bảo Phúc, Lê Thanh Nhật, Lê Minh Quân, Ngoại Tôn Nữ Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Thị Kiều Quánh, Phan Vũ Thị Trang, Nguyễn Vũ Nhật Ánh, Trịnh Vũ Bảo Châu, Hiệp Nam Nữ Tự Tôn Đằng Đặng Kỳ Siêu Cúng Tôn Thành Phục Pháp Tăng, Sơn Chú Vũ Văn Hiệu, thọ 86 tuổi mất ngày mùng 3 tháng 9 âm lịch năm Ất Mùi Ất Đỗ Cao Siêu. Trưởng Thừa Phật Lực Kinh Máp Văn Kinh Tốc Xà Mê Đòn Siêu Dân Tịnh Độ, Phục Nguyện Nam Nữ Tử Tôn Phước Huệ An Khang, Cầu Nguyện Tan Quyến Hàm An Lợi Lạc, Hộ Nguyện Âm Siêu Dương Thới, Pháp Giới Chúng Thanh Đồng Thành Phật Đạo Dĩ Kim Ngân Thần Quá. Lấy cái đó bỏ vô rồi đi đốt, đứa nào đòi đưa đó phải đốt. Lấy với tìm mà có cái gì đốt không? Bỏ vô rồi. Lấy cái gì em lấy cái tiền mà em bỏ vô này. Dĩ Kim Ngân Phần Quá Đệ Tử Chúng Con Dưng Lời, Phật Ma Dạy Ngày Đầm Tháng Bay, Gặp Mọi Vũ Quyến Bạm Vũ Quy Hoàng, Đón Ngon Đầm
cùng bạn yêu dấu phấn đấu nuôi con. Cha mẹ giáo dục chúng dung còn đệ tử ơn sâu chưa báo. Hộ phận kém hèn giờ này, con cháu quỳ trước tài sen. Chí thần cung kính đạo tràng, thân tịnh tâm bảo trang nghiêm bậc thừa tự tứ bậc hiện tham thiền. Đài câu thiền nhiên dụ lầm thân mẫn hộ niệm cho bảy kiếp cha mẹ chúng con được nhân. Mưa mát còn đại thế thân tâm niên ngôn mất nguyện tu trì. Đã qua đời đạo xa liền tâm thần Phật nguồn công các đức như ở đây. Khắp cõi ư công tự bi gia hộ Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Tát Kiền Thiền. Lễ tạ dân cúng cơm chưa lại tất tứ
lại trả lại người ta nha, chưa qua khỏi mắc nợ ai hết. Ví dụ mà bên kia đứa mình đứa cứ nào mà có thay thế đứa khác, người thân của mình ba má còn cao bên này, các bạn bè của ông tập lắm, người ta đến đây rồi hai đứa đứng đây có anh đứa thấy lại lại chứ không thấy lại cũng được, người ta quyền nó lại còn phải xá mình xá thôi, còn có lại quyền của mình phải quyền. Còn nha nhiều đó, quá nhiều thì dọn bớt, rồi hôm nay đó buổi chiều 4 giờ thì có mặt ở đây cũng còn chiều 7 giờ với thuộc kinh cũng siêu. Chiều nay đó thì chừng khoảng 3 giờ đó là chuẩn bị đem cơm này xuống dưới, rồi rửa chén, lấy cái chén này cũng ngửa cho không có thay đổi chén khác rồi phải không, đi tập rồi nói hết rồi ba, không có 4 giờ cũng còn chiều 7 giờ mới cùng siêu ngày ba ơi. Còn khách cứ đứa nào đưa qua đây tiếp thầy làm lễ rồi đó, rồi thầy làm lễ rồi chữ nội á thì cái này còn phải á màu xanh đó, còn không hiểu không đốt đốt nhang không rồi cũng bịch lên và hai đứa khác được chưa, tiếp tục còn muốn đi đâu đó, cái là quần áo con tạm của mình đó thì còn còn ra muốn đi đâu á ghi tên hết toàn bộ của mình đó, quần mình là mình mặc hết trơn rồi. Nhỏ má tôi 4 tuổi, má tôi còn dài.